Welcome my channel Yaoyo Gaming. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tới các bạn mod skin rút nữ. Khi các bạn tải được cái link này, mình sẽ để dưới phần mô tả ở phần comment chứ. Clip này mình sẽ đăng sớm và mình sẽ share luôn cái file này sớm nha các bạn. Chỉ mod được ở Free Fire Max thôi nha các bạn. Các bạn có thể mod trên điện thoại hoặc là PC đều được. Các bạn lấy cái file này, các bạn kéo vào trong máy tính Bluetooth nè. Đó, nó hiện các file nhập trình phương tiện. Các bạn vào Yajiva, các bạn vào DCM, các bạn vào share folder, nó sẽ ở đây. Rootger, các bạn bấm vào xem đến cuối thì cái này các bạn chỉ cần vào cái này thôi. Các bạn copy cái này vào Android data Free Fire Max file concept optional Android option battery game booster, các bạn dán vào đây, các bạn bấm vào thay thế nha. Mình làm rồi nên mình sẽ không làm nữa. Ok chưa? Các bạn là xong rồi thì các bạn vào Free Fire thôi các bạn. Các bạn nhớ để lại cho mình một đăng ký, một like nha các bạn. Nếu ai có tiền có thể tham gia đặt quyền của kênh để trở thành hội viên. Mình sẽ share thẳng link qua, các bạn không cần phải vượt link nữa. Và con nhân vật mà chúng ta mod sẽ là con Capella nha các bạn. La la la.